đây là chị chủ nhà đây, và mẹ của cháu Trần Quốc Hưng và cháu ở bên nước ngoài đã đặt lô hàng hôm nay trở xuống và chị đã nhận hàng và chị rất hài lòng với bộ sản phẩm này. Và thế nó mới chân quê chứ chị. Rất. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Và bây giờ là 6 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2019. Vâng, thì Đồ Gỗ Tùng Tám tôi đang thi công lắp đặt bộ cuốn thư câu đối ở tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. À vâng, tỉnh Vĩnh Phúc mà, nhầm hả? À, thì trên mình màn hình quý vị đang xem đây là cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thôi đây. Và đang thi công lắp đặt bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ mít ta bằng cho nhà bá Hòa ở xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. À, bây trời đang 6 giờ rưỡi, đang sẩm tối. Và hai bên nhà bác có hai bức tranh rất là đẹp, họa sĩ nào vẽ đẹp đây. Không gian này đẹp. Vâng, thì ai có nhu cầu sở hữu bộ cuốn thư câu đối như của nhà bá Hòa ở xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc này thì xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Có số điện thoại là 0987510806 và cơ sở nằm tại xã Vĩnh Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, thì thằng cháu này tên là gì bác nhỉ? À, đi Nhật này. Hưng à? Vâng, thì bộ sản phẩm của nhà bá Hòa này thì được cháu Hưng đang du học ở bên Nhật đây. Vâng, nó đã đặt chúng tôi từ hơn một tháng rồi. Vâng, vì cháu nó ở xa, công tác ở xa, nó cũng không đến thăm tận nơi cơ sở đâu. Vâng, nó đặt trên Zalo thôi. Vâng. Thì hôm nay hoàn thiện, tôi đã chở xuống và lắp đặt cho cháu và có mẹ cháu và bác cháu ở nhà để nhận hàng và rất ưng ý với sản phẩm này. Vâng, tuy rằng là đặt trên mạng nhiều người không tin tưởng nhưng mà với cơ sở của chúng tôi thì quý khách sẽ yên tâm khi đã đặt hàng và chúng tôi sẽ làm đúng theo hợp đồng, từ chất liệu gỗ cho đến kiểu dáng, mẫu mã, kích thước và rất là đúng, không lo gì về chất lượng hết cả. Rất nhiều, gần đây là rất nhiều đơn đặt hàng của chúng tôi là đa số là các con em chúng ta đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài và đã đặt trên mạng thôi, không cần đến tại cơ sở, cần một cú điện thôi là có thể đặt được hàng. Và đây màn trên màn hình quý vị, đây là mẹ của cháu tên là gì chị nhỉ? Trần Quốc Hưng. À chị? Cháu Trần Quốc Hưng. Trần Quốc Hưng à? Trần Quốc Hưng. À, Trần Quốc Hưng đây, đây là mẹ đây. Trên hình ảnh của quý vị xem đây là mẹ của cháu đây. Vâng, chị quay đây cho em chụp kiểu ảnh để làm kỷ niệm nhá. Vâng, đấy. Đây là chị chủ nhà đây và mẹ của cháu Trần Quốc Hưng và cháu ở bên nước ngoài đã đặt cho tôi hàng hôm nay trở xuống và chị đã nhận hàng và chị rất hài lòng với bộ sản phẩm này. À,
Và thế nó mới chân quê chứ chị. Rất phù hợp với không gian này chị. Ai đắp hai bức tranh này đẹp đấy chị nhỉ? Được. Thợ ở đâu chị? Thợ máy trên Lý. Và nhìn rất chuyên nghiệp đấy, nhìn cảnh nó rộng hẳn đến nhà ra không gian. Và đẹp đấy, tự nhiên nó hai bức tranh cảnh đầu quê nó rộng cái nhà nó hút không gian nó đẹp. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của chúng tôi nhé, và xin chân thành cảm ơn.